À, dạ em xin phép kính chào quý anh chị và tất cả mọi người ạ. À, em tên là Đình, con Tâm. À, số điện thoại liên hệ của em là 0973 821 799. Thì hôm nay thì tụi em cũng xin phép tiếp tục quay bán một số các cái mặt hàng của Lan Rừng Tây Nguyên, con Tâm. À, thì hôm nay là buổi tối ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em thì cũng bao gồm cả rất là nhiều các cái mặt hàng. À, thì hôm nay thì tụi em cũng sẽ cố gắng đợi mức giá hợp lý nhất có thể để có gì dễ dàng sưu tầm. À, thì hôm nay thì bao gồm có cái loại địa lan ngũ sắc này. À, thì một phần tụi em bán theo đánh số thì cũng một phần tầm cỡ 25 đến 30 củ, với giá là 60.000, một phần 60.000. Tiếp theo là hôm nay thì có một phần hòn lạp duy nhất thôi với giá 100.000 này, hòn lạp này. Tiếp theo là hai phần đơn cam, cứ mỗi phần 120.000, thì mỗi phần tầm cỡ 20 đến 30 giờ. Tiếp theo là cái gói combo bao gồm có 10 hay 11 loại thế này với giá 150.000. À, tiếp theo là hôm nay thì các cái phần giáng hương tam sắc rất là nhiều. À, thì có những phần 20 ngọn với giá là 90.000 nè. À, và các cái phần tụi em đánh số cụ thể để có những gì lựa chọn. Tiếp theo là hôm nay thì có cái kiếm kiếm trung là một trong những cái loại mà kiếm Tết các anh chị, và hoa nó tương đối nó đẹp. Thì kết cấu hoa này rất là giống với trần mộng của Ngô Bác á. Tuy nhiên thì hàng này là của con Tâm. Cái hoa thì nó cũng nở vào dịp Tết, tuy nhiên thì hoa nó màu sẫm hơn ha. Hay còn gọi là hồng hồng hoàng lụy hồ á, chính xác hơn là kim trung. Thì hôm nay thì cũng các cái phần cũng tầm khoảng 80.000 đến 100.000. Cái giờ lớn 220.000 thôi. À, số này tụi em cũng sẽ đi cụ thể sau. Tiếp theo là các cái phần kiếm kiếm bicolor này. Cái phần kiếm bicolor thì hôm nay có 3 phần thôi, cứ mỗi phần tầm 170 hoặc là 140 hoặc 160, có 3 phần. Tiếp theo là cái loại lan cái loại miệng kính đó. Thì cứ mỗi phần rất là nhiều thế này. Tụi em bán có giá 60.000 thôi, tầm cái 20 ngọn. À, thì tụi em có gửi hàng đi đường bưu điện của chúng chị ạ. Của chúng chị hàng đến kiểm tra hàng trước khi nhận cho nó rõ ràng ạ. À, thì tụi em giới thiệu trước cái gói combo trước đi. À, gói combo trước để con chị sưu tầm trước. À, thì cái combo bao gồm có các loại như sau với giá là 150.000. À, gồm cả này, kiếm kiếm trung này, hay còn gọi là kiếm hồng hoàng lưỡi hồ á. À, tiếp theo là giáng hương tam sắc. À, tiếp theo là đơn cam này, đơn cam địa lan ngũ sắc. Cái loại miệng kính. Hoàng lạp. Có một dây kiếm. Kiếm kiếm bi này. Tiếp theo là thập hoa này, ngũ sắc. Có một dây kiều canh tua. Thì cái combo 15 loại thế này, như những loại em đọc với giá 150.000. À, tiếp theo là giáng hương tam sắc. À, thì hôm nay thì tụi em có này, một phần này 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, gồm có 10 phần thế này. Thì tụi em tầm cả mỗi phần tầm cả 20 ngọn, tụi em cũng đã lựa đều như nhau hết rồi. Thì cứ mỗi phần thế này là 20 ngọn với giá là 90.000. Thì tụi em cũng xin phép đi thử một vài phần thôi, bởi vì cái số lượng nó cũng hơi nhiều, thành ra đi từng ngọn thì từng phần cũng hơi khó. Thì tụi em bao gãy ngọn cho con chị, tức là các phần gãy ngọn thì tụi em đã bỏ ra hết rồi, gồm có 1 2 này, 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 này, 10 11. Nói chung là tầm cỡ 20 ngọn. À, cô chú anh chị hàng đến là kiếm ra hàng đúng đúng 20 ngọn và là không bị gãy ngọn thì cô chú anh chị nhận. Thì cái kích cỡ thì cái loại này thì hàng giống thôi cô chú anh chị, 20 ngọn với giá 90.000. À, thì 20 ngọn thì cô chú anh chị về ghép được cũng rất là nhiều, cũng ra được rất là nhiều. À, thì cũng tầm 10 phần thế này, các phần của em cũng chia nó đều đều nhiều hết ạ. À, không có phần nào to nhỏ đâu ạ. À, tiếp theo các cái phần giáng hương tụi em đánh theo số. À, bởi vì cái phần này tụi em lựa ra bởi vì cái thớ ghép của anh chị này, ví dụ cái cây thắng á, tụi em đỡ vào cái thắng và cái cong thế này, tụi em đỡ theo cái cong. Thì cái cong thế này của chúng chị về ghép cái lụa, ví dụ cái tay của bàn tay của em là lụa, còn chúng chị ghép theo cái thớ này thì nó cùng một thớ ghép thì nó đẹp hơn. Kích cỡ cây thế này, cùng một thớ ghép và kích cỡ cây nó đều như nhau, gồm cả này, một cây này, hai cây này,
3 này, 4 này, và 5 cây. 5 cây thế này là 90.000. Thì cái mùa này thì nó cũng đã nụ và một số thân nó cũng đã đang hoa. Số 1 giáng hương tam màu sắc là 90.000. Tiếp theo là giáng hương tam màu sắc phần số 2. Phần này cũng 90.000 ạ. 90.000 bao gồm cả này. Một ngọn này, hai này, hai ngọn, ngọn thứ ba này, ba thứ các mẹ bông con nữa, bốn ngọn này và năm ngọn này, năm ngọn này thì cũng thớ của những chị ghép lụa, 90.000. Tiếp theo là phần số 3. Phần số 3 thì phần này thì 100.000, 100.000 thì gồm cả này. Một cây này, hai cây này, ba này, 4 cây này, 5 cây, 6 cây, 7 cây này, 8 cây. 8 cây này, 8 cây xếp thế này với giá 100.000. Tiếp theo là số 4 của giáng hương tam màu sắc thì phần này là 90.000, bao gồm cả này, 1 cây này, 2 này, số lượng 3, 4 cây và 5 cây. 5 cây thế này với giá là 90.000. Số 4 giáng hương là xếp ạ. Tiếp theo là phần số 5. Giáng hương phần này là 120.000. Thì phần này thì cái kích cỡ cây như thế này của anh chị nó cũng tương đối nó lớn, và cái của em cũng lựa vào một cái thớ ghép lụa đó của anh chị. Thì phần này bao gồm cả một cây này. Tiếp theo là hai cây này. Tiếp theo là cái thứ ba này. Cái thứ 4 này. Cái thứ 5 này. Cái thứ 6 này. Cái thứ 6 thì những cái phần này kích cỡ nó đồng đều như nhau hết, và thớ cùng thớ ghép đủ sức cho hoa đấy. Số 5 120.000. Tiếp theo là phần số 6, phần này 80.000. Số 6 80.000 gồm cả là một cây này. Tiếp theo là hai cây này. 3 cây. Cây này là cái đôi này, 3 4 cây này. 5 cây. Cái này thì lá cực kỳ xanh luôn. Thì phần này với giá là 80.000 phần số 6. Tiếp theo là giáng hương tam màu sắc phần số 7. Phần này 100.000. Gồm cả là một cây. Cái này xếp cực kỳ đẹp luôn. 2 này. 3 này. 4 cây này. 5 này. 6 cây này. Tiếp theo là 7 cây, 8 cây, 9 cây. Thì phần này thì thứ 3 một về tầm cỡ 3 cây. Và 11 cây. Thì phần này số 7 là 100.000. Thì thưa quý anh chị là cái dòng giáng hương thật sự nó, loại này nó cực kỳ nó dở trong. Của chúng chị chơi hoa nó rất cực kỳ thơm luôn. Lá trên lá và trên rễ thì nói chung là cái loại này thì nó cũng rẻ tiền thôi, tuy nhiên thì nó cũng theo em thì có nhiều, rất là nhiều cũng chỉ chơi sưu tầm vì nó dở trong và họ nó đẹp thơm. Tiếp theo là phần số 8, phần này là 90.000. Số 8 là 90.000, bao gồm cả này, một cây, tiếp theo là hai cây, ba cây này, bốn này, năm, sáu này, 7 cây này, 8 cây này, 9 cây và 10 cây. Thì phần số 8 này 10 cây với giá là 90.000. Tiếp theo là các cái phần kiếm kiếm trung. Như lúc này tụi em đã giới thiệu là cái kiếm trung là một trong cái loại của vùng Kon Tum. Thì loại này nó nở vào cái dịp Tết, thời gian hoa rất là bền, tầm cả 2 đến 3 tháng. Cô chú anh chị cũng có thể xem cái vòi hoa mùa mùa trước này. Hoa nó kích cỡ hoa rất là to, và hoa nó không sai hoa nữa. Thì cái loại này thì người ta họ cũng vẫn gọi cái tên gọi khác là hồng hoàng Kon Tum, hoặc là hồng hoàng lưỡi hổ gì đó, hoặc là trăng mộng Kon Tum gì đó, nói chung rất là nhiều tên gọi khác nhau. Tuy nhiên thì cái này thì tên chính xác nhất là kim trung. Nếu cô chú anh chị tham khảo vào cái dòng Cymbidium, cô chú anh chị cũng thấy rằng cái loại này thì kiếm cái tên tiếng Việt là kiếm trung. Kiếm trung số 1 nguyên một về 220.000.
Nguyên dây này là 220.000. À, nguyên dây này 220.000. À, tiếp theo là cái dây số 2. À, số 2 thì 100.000 nguyên một dây này. Nguyên dây này là 100.000. À, thì cũng tụi em cũng xin phép lưu ý con chị thì cái dòng này thì lá nó mỏng, thành ra nó dở mất nước lắm. À, thành ra tụi em vận chuyển có thành lá nó héo chút, cô chú anh chị cũng hết sức chia sẻ và thông cảm ạ. À, tuy nhiên thì những cô chú anh chị nằm ở gần thì nói chung cũng hoặc là tụi em gửi các đơn hàng đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đồng Nai, nói chung là cũng không có đến nông nỗi nào của anh chị ạ. À, phần cái phần tiếp theo này, cứ mỗi phần là 4 dây cụ lớn với giá là 100.000. À, thì hôm nay tụi em thật sự hôm nay tụi em đưa mức giá rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý đó cô anh chị chú tâm. À, cô anh chị cũng có thể so sánh với các cái kênh khác hoặc là những cái nơi bán hàng có uy tín khác thì cũng đủ thấy rằng là tụi em thật sự cũng rất là cố gắng. À, phần số 3 này 100.000. À, gồm có một dây này, hoặc hai dây này, thực sự là những cái phần này cũ nó cực kỳ lớn luôn. À, 3 dây, 4 dây này. À, 4 dây này là 100.000. Tiếp theo là số 4. 100.000. À, gồm có một cũ này, một dây này. À, 2 này. À, số 3 này và số 4 này. À, 4 phần về thế này với giá 100.000. À, tiếp theo là phần số 5. Số 5 của kiếm, phần này thì cũng 100.000, cũng tầm cỡ 4 dây. À, gồm cả này. 1 này. À, tiếp theo số 2 này. À, số 3 này. Số 3 này. À, tiếp theo là số 4. À, 4 4 dây thế này với giá là 100.000 số 5. Tiếp theo là phần số 6 của kiếm trung thì phần này là cũng 100.000. À, gồm có là một dề này. À, giờ thì những dề rất là lớn, 2 này, 3 này. 3 này. À, tiếp theo là 4. 4 dề này. À, với giá là 100.000. À, tiếp theo là phần số 7. À, số 7 thì 100.000. À, gồm có bốn cũng 4 dề, 1 này. 2 này. 3 này. 4 dây này. À, thì thật sự 4 dây thế này của chị về trồng chậu nó lớn thế này. À, chứ không phải ít đâu ạ. Hoặc là con chị có thể chia ra làm 2 chậu hoặc là 4 chậu mỗi dây mỗi chậu cũng được. À, số 7 100.000. Tiếp theo là số 8 cũng 4 dây 100.000. À, gồm cả là 1 dây này, 2 dây. 3 dây này. 4 dây. 4 dây này 100.000. À, tiếp theo là phần số 9 kiếm trung. À, phần này thì cũng 4 dây 100.000. À, gồm có 1 này. À, tiếp theo là dây số 2 này. À, số 3 này. À, và 4 dây này. À, 4 dây này với giá là 100.000. Tiếp theo là kiếm trung phần số 10. Thì phần này là cũng 100.000. À, cũng 4 dây. À, 4 dây 1 này. À, 2 này. À, 3 này. À, và 4 dây. À, 4 dây này là 100.000. À, 4 dây này 100.000. Tiếp theo là phần số 11. À, là 100.000. À, gồm cả 1 này. À, 2 dây này. À, 3 dây này. 4 dây. À, 4 dây số 11 với giá 100.000. À, và các phần 1, 2, 3 phần. Vì cứ mỗi phần là 12 dây. 12 dây với giá là 80.000 thôi. 12 giờ với giá 8.000, phần số 12 tụi em lúc này đánh hơi nhầm ạ. À, thì cái phần này hàng giống với giá 12 giờ với giá là 8.000. À, thì gồm có 1 giờ này. À, giờ nhỏ hơn những cái giờ 4 giờ kia, 2 này. À, 3 này, 4 này. À, 5 này. À, 6 này. 7 này. À, 8 này, 9 này, 10 này. À, 11 và 12 giờ. À, 12 giờ này với giá là 80.000 thôi. À, 80.000. Tiếp theo là phần này cũng 12 dây cũng 80.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, tầm cỡ 12 dây với giá là 80.000. À, tiếp theo phần này cũng vậy. À, tiếp theo phần này cũng 80.000 thôi. À, cũng 12 dây. À, tiếp theo thì tụi em giới thiệu đến cái loại một loại miệng kính. À, thì 20 ngọn thế này. 20 ngọn thế này thì với giá là 60.000 thôi. À, số 1 này.
20 ngọn thì thực sự con chú chị về ghép cái loại này đã ta sẽ săn vườn, và cái hoa loại này thì thực sự cũng cũng bé thôi, nó cũng không to đâu. À, cái vòi hoa mùa trước đó, một hoa mùa trước thế này nó thì cho nó đa dạng cái khu vườn thôi. Thật sự cái loại này hoa theo em thì nó cũng không có được đẹp lắm. À, tất nhiên thì mỗi hoa nó có mỗi cái vẻ đẹp riêng. Phần số 1 60.000 20 ngọn. Cũng phần này cũng 20 ngọn hết con chị. Giờ tính từng ngọn nó hơi lâu mất thời gian con chị. Tiếp theo là số 3 cũng vậy. Cũng với giá 60.000. 60.000 là 20 ngọn. Tiếp theo là các cái phần kiếm bicolor. Phần số 1 140.000 nghiêng về. Thì các cái kiếm bicolor thì các cái vòi hoa nó đứng của anh chị, thật sự là cái kiếm cũng chia sẻ con gì là kiếm lò hỏi và kiếm bicolor thì thật sự nó cũng rất khó phân biệt. Chỉ một vài cái đặc điểm mà có thể nó khác đôi chút thôi. Cái này thì đôi khi nó cá biệt thì nó vẫn vẫn có những cái đặc điểm nhận dạng là trùng với nhau. Thì cái loại này chính xác nhất là hoa thôi. Tuy nhiên thì tụi em có thể nhận diện ban đầu thì bicolor bởi vì cái vòi hoa nó đứng và cái củ nó tương đối nó to mà tròn ở cái củ. Thì giờ số 1 này 140.000 kiếm bicolor gồm có nguyên một dề này, nguyên một dề thế này là 140.000. Dề này cũng cực kỳ to và cái kích cỡ lá thì nó trung bình thôi, cũng không dài không quá không ngắn. Con chị về trưng bày thì nó tương đối nó đẹp. Con chị ta có thể so sánh với bàn tay của em, cũng tầm cỡ kích cỡ lá tầm cỡ 40 cm. Lá thì tương đối nó xanh đẹp. Số 1 nguyên dề 140.000. Tiếp theo là phần số 2 cũng kiếm bicolor này. Phần này là 160.000. Phần này thì giờ nó lớn hơn, giờ nó lớn hơn và cái kích cỡ lá thì nó cũng xanh và lá thì kích cỡ cũng tầm cỡ 40 cm. Tối này cũng giờ này cũng chỉ trưng bày của nó cũng tương đối nó đẹp, tầm cỡ 40 cm thôi, trung bình này. Loại này vẫn gọi là ngắn vẫn được. Thì số 2 này 160.000. Tiếp theo là số 3 là 70.000 thôi. Phần này thì 2 dề gồm có 1 dề, 2 dề, 2 dề này 70.000, 2 dề bicolor này 70.000. 3 phần thế này kích cỡ lá nó tương đối thôi, không 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 dài cũng không ngắn. Tiếp theo là tụi em giới thiệu đến các cái phần địa lăng củ sắc. Thì cái loại này thì cũng một trong cái dòng hoa nó cũng tương đối nó đẹp, hoa nó màu màu tím còn gì ạ. Thì cái hoa thì nếu mà cô chú chị muốn xem cái mặt hoa thì gọi anh Google ạ. Thì hoa nó cực kỳ đẹp. Thì một phần tụi em bán thế này là 60.000. Thì một phần tầm cỡ 20 mấy gần 30 củ con gì ạ. Gồm có 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 này, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9. Nói chung là tầm cỡ 25, 20 đến 30 củ. Thì 30, 20, 20 đến 30 củ với giá 60.000. Thì các phần của em cũng chia nó tương đối với nhau hết rồi. Cứ mỗi phần 60.000. Có gì có thể cái loại này có thể mua ghép với các cái phần khác. Thì tụi em gửi cái đơn hàng tầm cỡ 80 đến 100.000 trở lên là tụi em gửi hàng. Tiếp theo là hai cái phần đơn cam. Phần số 1 này 120.000, phần số 2 120.000. Phần số 1 thì tầm cỡ 20 về. 20 về, 20 về thế này. Tầm cỡ 20 về thế này với giá là 120.000. Đây, 20 về. Hoàn thành đơn cam ạ. Số 1 là 20 về thế này với giá là 120.000. Tiếp theo là đơn cam phần số 2, phần này với giá cũng 120.000. Phần này thì tầm cỡ 30 giờ thế này. Giờ các cái giờ kích cỡ thì nó ngắn hơn cái phần kia xíu. Kích cỡ thế này. Nên thực sự cái loại này thì như thế này nó ngắn thôi chứ không phải là cái loại bụng nhỏ thôi. Cô chú chị nếu mà chơi đơn cam lâu á thì có những cái loại đơn cam nó chỉ một mụn tầm 1 cm thôi. Thì cái này tầm cỡ 3-5 cm thôi. Loại này cũng không phải là ngắn lắm đâu ạ. Đây, phần số 2 là 120.000. Tiếp theo là có một phần hòn lạp duy nhất thôi. Phần này loại này thì tương đối nó dở trong 100.000. Thì cái loại này gồm có 1 dề này, 2 dề, 3 dề này và 4 dề. 4 dề thế này với giá là 100.000. Con chỉ sưu tầm. Tiếp theo là
Cái combo lúc này tụi em giới thiệu rồi à, thì hôm nay thì tụi em cũng có một số các cái mặt hàng, cũng cảm ơn cô anh chị ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.